Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chúng độc VinFast Còn thiếu thân nào muốn chuốc phiền toái thì lao vào Mới đây trên trang Facebook cá nhân Lê Tuấn Linh có đăng một status của nội dung gửi đến dịch vụ của VinFast như sau Thông tin trên trang Facebook của Lê Tuấn Linh Ông viết Đề nghị VinFast có phương án rõ ràng khắc phục lỗi đại diện công ty VinFast thân mến Tôi Lê Tuấn Linh là khách hàng mua xe VinFast, thông tin của tôi được gửi kèm từ ảnh dưới được chụp kèm ép của VinFast. Tính đến nay tôi đã mua xe VinFast 8 được khoảng một tuần nhưng lỗi liên tục, hai lần gọi cứu hộ do lỗi sạc sạc pin, ắc quy, một vài lần khác là hướng dẫn tự tháo lắp ắc quy, tự đi sạc ắc quy hoặc không tắt được máy thì đi đâu xa xa xe tầm 10 phút rồi quay lại về nó sẽ tự tắt vân vân hơn nữa là bên dịch vụ trả lời rằng cứ chấp nhận đi vì chưa có phương án khắc phục lịch sử xe bên hãng hoàn toàn có thể kiểm tra trên hệ thống với những lỗi này tôi thấy không thể chấp nhận được cho một chiếc xe mới nó cũng đã ảnh hưởng đến việc đi làm của tôi cũng như quyết định bán xe cũ của tôi gây những thiệt hại nhất định vì vậy tôi đề nghị vinfast giải quyết rứt điểm cho tôi theo một trong các hướng như sau thứ nhất là sửa rứt điểm và cam kết không để xảy ra lỗi trên nữa. Thứ hai là đổi xe khác. Thứ ba là hủy hợp đồng mua bán và hoàn lại toàn bộ chi phí tôi đã bỏ ra. Được biết VinFast là công ty tiên phong mang trong mình một hình ảnh đại diện cho Việt Nam. Tôi thiết nghĩ VinFast cần tôn trọng các yêu cầu hợp lý của những khách hàng đã dám lựa chọn VinFast. Đấy là nội dung khách hàng phản ánh, tuy nhiên đáp lại lời than phiền rất hợp lý này của khách là việc tài khoản Lê Tuấn Linh bị hạn chế 2 ngày vì với lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Xe VinFast bị tố rất nhiều. Vấn đề của VinFast là đem con bỏ chợ. Hầu hết các hãng xe trên thế giới đều có dịch vụ sửa lỗi kỹ thuật do lỗi của hãng, không thương hiệu nào hoàn hảo cả dù tốt đến đâu. Tuy nhiên, vấn đề hậu mãi tốt nó khắc phục những lỗi kỹ thuật của xe, còn VinFast thì phủi trách nhiệm sau khi đã bán xe cho khách lấy tiền. Vậy nên khách hàng cũng nên cẩn nhận và cân nhắc trước khi mua. Mới đây trên trang hội VinFast có đăng một dòng trạng thái tiếp tục như sau. Phải công nhận là chưa thấy dòng xe điện nào mà bán xe lướt nhiều như xe điện VinFast. Xe lướt tức là loại xe cũ đã qua sử dụng. Theo như tìm hiểu của chúng tôi, rất nhiều chủ xe VinFast đã lỡ mua đành phải ngậm bồ hòn lầm ngọt. Họ sợ nếu kêu cứu, cứu trên Facebook sẽ bị người ta chửi vì không chịu lắng nghe những lời cảnh báo trước đó. Cho nên cố gắng tống khứ thuốc của nợ này cho xong để mua xe Nhật, xe Hàn đi an tâm hơn. Càng sử dụng càng trúc thêm phần phức mà cơ bản là nó lại không an toàn. Hiện nay VinFast đang cạn vốn. VinGroup võng phạm Nhật Vượng đang cố gắng chạy vậy huy động vốn cho VinFast đốt tiếp chưa biết đến khi nào dừng. Nguồn vốn ngoại xem như không thể kiếm được trong lúc này, cho nên ông Vượng phải rút tiền túi ra đến 1 tỷ đô la và vét của Vinhome đến 1,5 tỷ đô la nữa để cho VinFast đốt cháy thật to. VinFast đốt tiền là để duy trì sự tồn tại, chứ không phải là đầu tư vào chất lượng sản phẩm, không phải đầu tư vào dịch vụ hậu mãi cho tốt hơn. Tới nay tại Mỹ, theo khảo sát trong số 10 người đang dùng xe điện được phỏng vấn thì chỉ có 4 người trả lời là sẽ mua xe tiếp theo và xe điện, còn 6 người muốn quay lại dùng xe xăng. Triển vọng xe điện không lớn, nó không như báo chí đồn thổi. Hiện nay sử dụng xe điện gặp rất nhiều bất tiện, đặc biệt là dịch vụ chạm sạc, nó không thuận tiện như các trạm xăng dầu. Người dân Mỹ vẫn không chuộng xe điện bằng xe xăng thị trường mỹ không có chỗ cho vinfast vào lúc này đấy là nói về tình hình chung của xe điện còn với vinfast thì bức tranh còn xấu hơn rất nhiều vinfast sẽ không thể có sản phẩm tốt hơn sẽ không đủ tiền để mà cải thiện dịch vụ hậu mãi điều đó có nghĩa là khách hàng nào mua của vinfast để siêu tập thì không sao nhưng mua vinfast để sử dụng hàng ngày thì đấy lại là một vấn đề rắc rối có thể chỉ chuốc lấy phiên phức mà thôi và không dám kêu với ai cả. VinFast vốn có rất nhiều tai tiếng, nếu cứ như con thiêu thần chui vào lửa thì ắt sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chúng độc VinFast, con thiêu thân nào muốn chuốc phiên toái thì lao vào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thành tích của Đảng kinh tế tàn hơi nhưng thị trường buôn bán công lý thì lại phát triển. Từ nhiều năm trước, luật sư võ an Đôn đã từng nói sự thật về nghề luật sư mà trong đó ông là một thành viên. Đó là hầu hết luật sư hiện nay đều là luật sư chạy án. Họ không cần phải trau dồi kiến thức về pháp luật, họ chỉ cần cấu kết với cơ quan điều tra, với tòa án, với viện kiểm sát, tạo thành vòng khép kín, ra giá với nguyên đơn lẫn bị đơn để kiếm tiền mà chia nhau. Lời nói thẳng của luật sư Võ An Đôn đã làm cho những luật sư chạy án bị chạm nọc họ tấn công anh cả âm thầm lẫn công khai trên mạng xã hội. Chính quyền bị bóc phốt nên họ cũng không ưa gì luật sư đồn. Cây cú trước những lời nói của luật sư đồn vào năm 2017, đoàn luật sư Phú Yên đã xóa tên luật sư Võ An Đồn khỏi đoàn này. Vì nói lời ngay thẳng luật sư Võ An Đồn bị đoàn luật sư Phú Yên xóa tên. Bởi ngành tư pháp Việt Nam chưa bao giờ là nền tư pháp vì công lý, mà nó chỉ là công cụ của chính quyền ngành tư pháp Việt Nam gồm cơ quan điều tra, tòa án và viện kiểm sát không muốn có những luật sư giỏi. Họ không muốn có luật sư chính trực hành nghề. Họ cần một tầng lớp luật sư nô bộc. Ai chịu làm nô bộc thì người đó được chế độ thả cho tự do, làm giàu bằng con đường chạy án. Đã từ lâu người dân ví von, công lý là một diễn viên hài. Người chi, sai 45 triệu đồng thì bị kết án tới 5 năm tù Kẻ biến thủ đến 15.000 tỷ đồng thì chỉ phải hưởng án treo. Thường dân phạm tội nhẹ thì chịu án cực nặng, quan chức thì phạm tội rất nặng thì lại chịu án gần như không có gì. Có thể nói không nơi nào trên thế giới mà phân biệt đẳng cấp nặng nề như đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nay, nghề chạy án đã được công khai. Ở đây không phải công khai việc trao tiền để mà mua bán, mà công khai những kết quả xử án vô lý. Theo như được biết, nghề chạy án chạy tòa hiện nay trở nên phổ biến khắp nơi. Thị trường mua bán công lý sôi động hơn bao giờ hết. Luật sư, nhà báo, phóng viên, thư ký tòa soạn lẫn công an đều làm nghề chạy án để mà kiếm tiền. Giá của mỗi thương vụ buôn bán công lý rất vô chừng, từ thượng vàng cho đến hạ cám đều có đủ cả. Mỗi lần mua án có thể từ vài tỷ đến vài chục, hàng trăm tỷ. Cho nên khi một vụ án được đưa ra tòa, không có công lý nào thực thi mà sự phán quyết phụ thuộc vào bên nào chi nhiều tiền hơn. Rất nhiều người chi tiền mua án xong cuối cùng vẫn bị xử thua vì đơn giản họ chỉ ít tiền hơn phía đối thủ của họ. Ngành tư pháp là cái chợ buôn bán công lý mới có loại bản án như thế này. Cho nên, việc đúng hay sai trong một vụ án không có ý nghĩa gì với loại tòa án như tại Việt Nam mà nó phụ thuộc vào đương sự có quyền, có tiền hay không. Có quyền thì rất dễ thoát tội, có tiền cũng thoát tội được, nhưng tiền không mạnh bằng quyền. Ngoài câu chuyện chạy án ở tòa án, câu chuyện trong trại giam cũng tương tự như vậy. Tại Việt Nam, cứ vào mỗi lễ Tết là những cai ngục của chế độ tiến hành giao dịch. Ai muốn được lên danh sách để mà chủ tịch nước ân xá thì phải chi rất đậm. Sau những ngày lễ Tết như vậy, cai ngục đã giàu lên trông thấy. Và những người có tiền sẽ có điều kiện ra tù sớm hơn những người khác. Trái lại với sự sôi động của thị trường mua bán công lý thì những thị trường làm nên sức mạnh cho nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang bị hụt hơi. Thị trường bất động sản thì bị đóng băng, thị trường chứng khoán thì nát như tường, thị trường lao động thì đầy những cuộc sa thải lớn khắp nơi. Nền kinh tế Việt Nam đang siêu vẹo, trong khi đó thị trường buôn bán công lý đang phát triển khá mạnh những năm gần đây, đặc biệt là khi các doanh nghiệp và các cổ đông cũng như những người góp vốn lần lượt bị điều tra vì nhiều chứng cứ khác nhau. Ông Nguyễn Hòa Bình dùng vật chứng được mua ngoài chợ để mà kết án tử cho Hồ Duy Hải. Ngành tư pháp đã bị can thiệp bởi quyền lực như thế. Ngành tư pháp Việt Nam từ khi mới bắt đầu được sinh ra như thế, thì Đảng Cộng sản đã coi nó là một công cụ thì nó không thể vì công lý, nó chỉ biết vì quyền và vì tiền nền tư pháp được mọc lên từ thể chế nào thì nó mang bản chất của thể chế ấy, không thể cải cách cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thành tích của Đảng, Kinh tế tàn hơi, những thị trường buôn bán công lý lại phát triển. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo đ để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm d